Vâng, xin chào các bạn đến với channel của Tử. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đi làm nhiệm vụ GTA San Andreas. Tập này thì không biết là mấy ông anh kêu mình đi đâu đây. Ủa, cái này đâu phải cái đường. Tân ra mấy chú ơi, đường đi vậy mà đi. Tới điểm. Dù gì đây. Nhìn mỗi thằng chọn số là sao quay? Thiệt cơ hư cấu. Em rất xin lỗi về chuyện của mẹ. Tiếp tục đi đâu đây? À, thấy hai thằng này giang hồ giang nắng gì, có hiềm khích gì với bên băng đảng của anh Carlson này, bây giờ phải thủ tiêu đó. Giết nó, giết nó anh em ơi, cho nó chạy. Giết, bắn nó, bành sát. Thế là xong phim. Nó hoàn thành nhiệm vụ này, bây giờ chạy về nhà thôi. Bị hay sao rồi? Bị hay sao là khó sống với mấy chú bullet rồi. Giờ là mấy chú bullet chạy theo đít rồi. Anh ra nào mấy chú ơi, đúng chạy từ trong nhà ra luôn, ghê thiệt. Rồi hoàn thành nhiệm vụ. Để mình chết cho nó hết tội mới được, chứ không là mấy chú vô lít là tán vỡ mồm luôn. Về smoke it out. Smoke về nhà rồi.
À, đưa đưa cái anh Smo này về nhà nữa. À, rủ đi đánh lộn mà còn phải chở về tới nhà nữa. Nhà của anh này ở đâu đây? Bạn thấy tay lái của mình lụa không? Thật ra mình lái rất là lụa, mình lụa chuyên về lụa mấy cục điện mà. Đã tới nhà của anh ấy, của anh Smo. Anh Smo á, cái tên của anh là vậy. Cảm ơn Kha. Rồi xong hàng. Coi như là ở tập video này, ở tập video này mình làm đây thôi nha các bạn. Xin chào các bạn.